Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau khi bản án với các bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan được công bố tại phiên tòa, hội đồng xét xử cũng đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất với cơ quan điều tra, Bộ Công an, Viện Kiểm sát về một số vấn đề cần làm rõ trong quá trình điều tra trong giai đoạn 2. Trong số đó, hội đồng xét xử đề nghị Cục 03, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng SCB. Các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý đúng quy định. Các kỳ báo cáo tài chính của SCB được công bố cho thấy đều do các công ty kiểm toán lớn kiểm toán báo cáo tài chính, trong đó từ năm 2012 đến nay, lần lượt Ernst & Young Việt Nam, Deloitte và KPMG đã thực hiện kiểm toán cho SCB. Chục năm đều do các công ty kiểm toán lớn thực hiện, nhưng không phát hiện sai phạm. Tuy vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vấn đề được phát giác cũng bởi một trong số các công ty kiểm toán này. Cụ thể, khi vụ Vạn Thịnh Phát được điều tra, SCB bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu SCB thuê tổ chức kiểm toán độc lập, ra soát, đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị thực của ngân hàng. Bên được thuê lại là cái tên quen thuộc, kiểm toán KPMG. Ngày 31 tháng 5 năm 2023, công ty kiểm toán KPMG chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phát hành báo cáo kiểm toán độc lập, báo cáo rà soát đánh giá thực trạng tài chính hợp nhất, xác thực vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của ngân hàng SCB và các công ty con vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Kết quả kiểm toán xác định ngân hàng SCB âm vốn chủ sở hữu 443.769 tỷ đồng, lỗ lũy kế 464.547 tỷ đồng. Hàng chục năm, nhóm Big Four không phát hiện vấn đề. Chỉ vài tháng sau khi sự việc vỡ lở, KPMG được thuê soát xét và đã ra vấn đề. KPMG và Deloitte là hai trong số những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, được xếp chung vào nhóm Big Four, công ty kiểm toán lớn nhất thế giới bao gồm cả Ernst & Young, EY và PwC. Đây cũng là hai trong số công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho SCB. KPMG đặt trụ sở chính tại Amstelveen, Hà Lan, cung cấp dịch vụ tại hơn 140 quốc gia. KPMG Việt Nam thành lập năm 1994. Deloitte được thành lập tại Anh, có trụ sở chính tại London. Mạng lưới Deloitte hoạt động khắp thế giới. Theo đó, Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng PCAOB của Mỹ đã áp đặt các hình phạt dân sự đối với các chi nhánh của KPMG và Deloitte, hai trong số bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, Big Four. Trong thông báo, Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng của Mỹ cho biết đã áp đặt mức phạt 25 triệu đô la Mỹ đối với KPMG chi nhánh Hà Lan do hành vi gian lận nghiêm trọng trong các bài thi nghiệp vụ tại công ty trong giai đoạn 2017-2022. Đây là mức phạt lớn nhất trong lịch sử cơ quan quản lý kiểm toán Mỹ. Chủ tịch PCAOB Erica Williams cho biết, Ủy ban này cũng đã cấm vĩnh viễn cựu giám đốc bộ phận bảo hiểm của KPMG Hà Lan, ông Mats Hogeboom, làm việc cho bất kỳ công ty nào thực hiện kiểm toán các công ty đại chúng của Mỹ. Ngoài ra, PCAOB đã phạt 2 triệu đô la Mỹ đối với các chi nhánh của Deloitte ở Indonesia và Philippines vì vi phạm các quy tắc và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của Ủy ban này liên quan hành vi gian lận trong các bài thi nghiệp vụ nội bộ. Ủy ban cũng xử phạt Will Bredo Banstaya, một quan chức hàng đầu của Deloitte Philippines, về hành vi này. Hành vi gian lận trong các bài thi nghiệp vụ đã gây khó khăn cho công tác kiểm toán trong nhiều năm qua. Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan, hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù tất cả 18 bị cáo nguyên cán bộ Ngân hàng Nhà nước, trong đó phạt tù chung thân bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ngoài án tù, bản án còn tuyên tịch thu 4,8 triệu đô la Mỹ mà quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra đang tạm giữ của bị cáo Nhàn. Bản án tuyên buộc bị cáo Nhàn phải nộp tiếp số tiền tương đương 400.000 đô la Mỹ để tịch thu xung vào ngân sách nhà nước. Hai khoản tiền nêu trên tương đương 5,2 triệu đô la Mỹ mà bà Nhàn đã nhận hối lộ từ SCB. Ngoài số tiền phải trả lại như nêu trên, bản án còn tuyên buộc bị cáo Nhàn phải nộp phạt số tiền 100 triệu đồng.
Theo hội đồng xét xử, trong quá trình thanh tra tại SCB, bà Nhàn có hai lần gặp gỡ trao đổi với bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát về thực trạng và sai phạm tại SCB. Lần đầu, bà Lan đề nghị bà Nhàn hỗ trợ sớm kết thúc thanh tra SCB để SCB được tiếp tục tái cơ cấu. Lần gặp thứ hai, bà Nhàn đề nghị Lan bán tài sản trả nợ các khoản vay cũ để không chuyển sang cơ quan điều tra. Sau khi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ ông Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB, đưa tại nhà riêng bà Nhàn và tại nơi bà Nhàn làm việc, bà Nhàn sửa kết quả thanh tra theo hướng không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, không chuyển cho cơ quan điều tra về các sai phạm của SCB. Tại phiên tòa trước đó, bà Nhàn khai lý do nhận số tiền là để bảo vệ gia đình vì thời điểm này thấy nhiều người liên quan đến vụ án chết. Nhiều lần liên hệ đưa lại tiền nhưng không thực hiện được. Hội đồng xét xử đã bác lời biện hộ này của bà Nhàn. Ngoài bà Nhàn, bản án còn tuyên 17 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Nhà nước là thành viên hoặc lãnh đạo đoàn thanh tra, tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước tại SCB như bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Hưng là người chỉ đạo giám sát đoàn thanh tra, chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo thanh tra, dù thanh tra đã làm rõ thực trạng tài chính của SCB không đủ điều kiện để tái cơ cấu, nhưng ông Hưng vẫn chỉ đạo xây dựng báo cáo không trung thực tài chính, không kiến nghị đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra, ông Hưng có nhận lợi ích để bỏ qua sai phạm, thỏa mãn yếu tố vụ lợi. Bản án tuyên ông Nguyễn Văn Hưng 11 năm tù về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị tuyên phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, các bị cáo Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước, Bùi Tuấn Khoa, cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước, Vương Đỗ Anh Tuấn, cựu trưởng phòng thanh tra thuộc cục thanh tra giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước và 13 bị cáo khác nguyên là cán bộ Ngân hàng Nhà nước là thành viên thanh tra giám sát tại SCB bị tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 11 năm tù. Mới đây, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan các vi phạm của một số đảng viên tại đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy các ông Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Doãn Hữu Long, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Đặng Gia Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, Ma Lê Phước, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Viết Chữ. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Ma Lê Phước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, ông Lê Viết Chữ bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam Sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan. Ngoài ông Lê Viết Chữ, nhiều cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi đã bị bắt trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn. Trong đó có ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch tỉnh và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh cùng ba người là cựu Phó Giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương này đã bị bắt tạm giam.
ông Đặng Văn Minh và ông Cao Khoa đều bị điều tra về nhận hối lộ và đã bị cơ quan có thẩm quyền khai trừ ra khỏi đảng. Mới đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2021-2016 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc. Tập thể này thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm. Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016 cũng làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016 mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận định, ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc. Ông Đào Ngọc Dung cũng được xác định buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm, nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bà Phạm Thị Hải Truyền, khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc. Nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền cũng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho công ty AIC tham gia các gói thầu, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Huỳnh Văn Tý, khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên, theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Đào Ngọc Dung, cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Truyền và ông Huỳnh Văn Tý. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2011-2016, khiển trách Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43 trên 67 bị cáo và kháng cáo của 4 cá nhân, tổ chức, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Thủ Đức Hau. Phiên tòa dự kiến từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 do thẩm phán Hoàng Thanh Dũng làm chủ tọa. Đại diện Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng được triệu tập với tư cách là bị hại trong vụ án. Trong số 43 bị cáo kháng cáo thì có Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và 9 bị cáo khác là cựu cán bộ công tác tại phòng nghiệp vụ của Cục Thuế cũng kháng cáo. Trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 54 tuổi, cựu phó cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí.
Theo nội dung vụ án từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng đang trốn truy nã với vai trò là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối thông qua sản xuất sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, thực hiện việc mua bán hàng hóa lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty ma, thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty như Thủ Đức House, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập. Sau khi nhận được tiền từ các công ty Thủ Đức House, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức cá nhân, rút toàn bộ 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh với cương vị là Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho Thủ Đức House đối với 15 kỳ từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019 trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế. Bị cáo có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thủ Đức House không áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho nhà nước 331 tỷ đồng. Ngoài ra, ba bị cáo là Đào Thị Nga, cựu cán bộ chi cục thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ chi cục thuế quận 3 và Ngô Huỳnh Lũy, cựu cán bộ chi cục thuế quận 5 nhận hối lộ trên 7,3 tỷ đồng. Trong vụ án còn 7 cán bộ hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan cho các lô hàng và không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm. Mới đây, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ phụ huynh đến trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình đánh cô giáo. Đoạn clip sau đó được tung lên mạng xã hội. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân Thạnh, lúc 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, cô N, 35 tuổi, giáo viên lớp 1A, tại điểm cây sao thuộc trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình, dùng thước tác động 5 lần vào phía bên tay trái của một học sinh nam. Nguyên nhân là trong giờ toán, học sinh này không chịu làm bài, không chịu giơ tay thực hiện phép tính, không thực hiện cộng trừ theo hướng dẫn của cô N. Sau khi tác động vào tay học sinh bằng thước, cô N cảm thấy có lỗi nên liên lạc nhiều lần với mẹ em này để xin lỗi nhưng phụ huynh không nghe máy. Ngay khi tan trường, cô N đứng ở cổng trường chờ chị gái của nam học sinh để xin lỗi và được người này đồng ý. Tuy nhiên, lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của nam học sinh bị đánh là bà S cùng hai người khác một nam một nữ đến trụ sở chính của trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình tấn công cô N trước sự chứng kiến của nhiều thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường. Cụ thể bà S la lớn, tại sao cô đánh con tôi, rồi bạt tai cô N không phản kháng. Trong lúc đó, hai người đi theo bà S cũng định vừa quay clip vừa xông vào tấn công cô N, nhưng được hiệu trưởng nhà trường và các đồng nghiệp cô N cắt ngăn. Ngày 6 tháng 4, Ban giám hiệu trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình ra quyết định kỷ luật cô N với hình thức khiển trách và luân chuyển đến trường khác để giảng dạy. Phía phụ huynh của nam học sinh bị đánh yêu cầu cô N phải đến gia đình họ để nói chuyện thì sẽ không truy cứu nữa. Ngày 3 tháng 4, gia đình bà S đã đưa nam sinh H đến trung tâm y tế huyện Tân Thạnh để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán cháu H bị chấn thương phần mềm, rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, gia đình phát hiện cháu H bị xây sát vùng da vai trái, bàn tay trái, cẳng tay có nhiều vết bầm, hàm trái của cháu sưng đỏ. Bác sĩ đã kê đơn thuốc và cho cháu H điều trị ngoại trú. Về phía cô N, ngày 8 tháng 4 phải nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và nằm viện. Đến nay, sức khỏe đã tạm ổn. Nam học sinh bị cô N đánh cũng đã đi học lại bình thường. Ông Lê Thanh Đông cho biết thêm, cô N đã cùng đoàn công tác của huyện đến nhà phụ huynh nói trên để làm việc. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh cũng đã có báo cáo toàn bộ vụ việc về Sở Giáo dục Đào tạo Long An. Riêng công an huyện này đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phụ huynh đánh cô giáo N. Sau khi thông tin vụ việc trên được loan truyền, nhiều người cho rằng phụ huynh đánh giáo viên ngay tại trường, dù với bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Một số ý kiến cho rằng về phía nhà trường cũng cần phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cô giáo N.